Thưa quý vị, do tính chất vụ án phức tạp và có nhiều vụ án đang tiến hành đồng thời, nên Bộ Công an đã xin gia hạn điều tra và dự kiến có kết luận điều tra vụ Việt Á trong quý 2 của năm 2023. Theo đó, Bộ Công an khẳng định hiện nay các vụ án đều tiến hành rất khẩn trương và rất đúng quy trình. Vụ án Việt Á dự kiến có kết luận điều tra trong quý 1 năm nay. Tuy nhiên, do tính chất vụ án phức tạp và có nhiều vụ án đang tiến hành đồng thời, nên Bộ Công an đã đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xin gia hạn điều tra và phấn đấu có kết luận, có kết luận điều tra vụ Việt Á trong quý 2 của năm nay. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, vụ án này rất phức tạp, phải 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ năm 2019 cho tới nay. Trước đó ngày 14 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trên và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét xử trong tháng 6 tới.